Kèo đấu thì có lẽ đánh 3 xê thôi. Vì ngày hôm nay thì đến địa điểm thi đấu cũng khá muộn vì chưa biết chính xác địa chỉ. Và cũng như là gặp một chút trục trặc trong trong quá trình cài đặt máy. Khi dàn máy của Sài Gòn nó vẫn chưa đi vào khai thác một cách hiệu quả nhất. Và đây là một trận đấu mà chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Trận đấu thứ hai trong xê đấu tiếp tục cầm phô. Và phô baby. Vâng, phô và baby don. Kèo đấu 3C thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là 3C thôi vì chiều nay thì tầm vâng 1:30 sẽ có kèo đấu 4-4 giữa Hà Nội và team Sài Gòn New. Tôi nghĩ là đánh tầm khoảng 3C là kết thúc là vừa đủ. Nếu mà đánh nhanh C này thì khả năng sẽ được 4C. Nếu C này kết thúc tỷ số là cầm 3-0 thì là 4C. Còn nếu không thì sẽ phải là 3C thôi. Một bầy hươu khá gần nhà chính của game thủ xi măng. Vừa rồi là một chiếc be được chốt ra để có thể ít phút nữa đá được bầy hươu về. Vâng, một voi phía ngoài. Gỗ đầu thì là ok rồi. Vâng, em chào anh Nguyễn Thắng nha, chào tất cả anh em đang theo dõi kèo đấu này. Chúc anh em có một buổi sáng ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Một bầy hươu là 6 con, một con voi. Như vậy là vẫn đang thiếu một đồ, ít nhất là một đồ nữa. Đây rồi, đôi voi. Như vậy là 3 voi, 1 bầy hươu 6. Đồ thì hòm hòm rồi đấy. Baby Lon của game thủ ở Sen Club thì không biết sẽ đánh cái gì, nhưng tôi nghĩ rằng thời đầu sẽ đánh chém thành của Sen Club. Gỗ là một trong loại quân ép gỗ là cực kỳ nhanh. Và gỗ đầu gỗ của những cây gỗ đầu đang được khai thác tương đối tốt và đã đủ gỗ để tiến cái bè đầu tiên. Đâu sẽ là vị trí để cho Sen Club anh tôi sẽ nói game thủ xi măng quyết định đặt chiếc bé của mình. Như vậy là đặt về phía ngoài. Đặt xong đổ gỗ về cũng như là ép nhanh để đặt chiếc bè tiếp theo nào. Chủ động câu voi về dần đi là vừa. Bài là bài 3 voi. Thiếu đúng một gỗ nữa thôi. Rồi, đặt. Rồi, đã đủ đồ rồi. Hai hiệu 3 voi, một quả đồng. Bốn câu hai vòi rất khéo đấy từ game thủ xi măng. Vậy là hai con này đã được thành công. Chúng nó còn vòi phía ngoài đây nào. Đóng thẻ bè, đánh hai làm sân. Nó xoay giò và đang đẩy luôn. Không biết chẳng ai thì mình và game thủ xe club sẽ nằm ở mấy giờ. Cũng đang có một con xe giò. Không, đấy không phải là xe giò mà đấy là dân. All of my, 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 all of
Alamaz. Oklahoma? Oklahoma? Rogan? Olmstead? Oklahoma? Vâng, như vậy là đánh nhà bài này. Vâng, 25 dân và 26 dân đến từ xe club. Yuri, Oklahoma, Holmes, Isa, Holmes, Holmes, Yuri, Holmes, Oklahoma, Holmes, Lauren, Holmes, 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 Yuri. Vâng, cung tên ở ra vào đây. Như vậy là 3 giờ là nhà của Sen Club. Măng ơi, tôi vừa thấy một nhúng dân nó đập lô hướng 4 giờ đấy Măng ạ. Ít phút nữa thì chúng ta thế nào làm? Chắc chắn hướng 4 giờ đập lô mới là trúng cái gì không? Hay là đang ở đâu? Vì thấy nhiều chấm 1-1 lắm, không phải xe giò, chắc chắn rồi. Mắt quan sát của tôi thì rất kỹ và tôi không có này là chuẩn. Gặp Măng ơi, gặp Măng ơi. Vâng, đây là một vị trí đang ăn bầy hươu đến từ một thêm đủ xem lắm. Con cửa giò bị con sư tử cắn bật 1/3 máu. Cửa giò chưa công chưa giáp. Vâng, đến nhà của Băng vẫn chưa công chưa giáp. Vâng, chúng ta đã có bánh xe và xong tôi đầu tiên. Bài này khả năng là bài xe ngả lắp, bài cũng không phải là bài đẹp. Ơ, tôi vẫn không công không giáp à, hỗn mã à? Khả năng là không có công nghệ này chuyển hỗn mã sớm. Nhà bè à. Vâng, đi nào, tên đầu tiên đi. PC có một bụng nhà chính là siêu sớm, đúng là hệ phô 2L đến từ xe club. Vâng, bãi vàng của xe. Baby. Đầu tôi thấy không có nghệ, tôi đã tưởng là đánh mã cơ không, đánh xe không nâng. 2L. Lẽ thời cầu được yếu, những đời không sơm. Bắt đầu bò rộng hẳn ra ngoài để tôi đổ xi măng. Có lẽ tỷ số sẽ là 2-0 trận đấu này. Nghĩ là như vậy. Và một thế đứng giữa rừng chỉ được một con lạc đà. Được đem chạm, chỉ cần được một con thôi. Giáp 2 giáp là lại cũng có công và không giáp. Tiếp tục tăng nhà bè tiếp theo. Rồi đấy là nhà bè thứ 5 xi măng. Đang nhiều lắm nha Băng nha. Băng ơi, 700 gỗ rồi đấy. Ra thêm ruộng nào. Không ăn bái quả đâu cũng được. Có bái quả. Nhà chính ăn luôn và tiện ăn gỗ luôn. Hợp lý. Vâng, tiếp tục nhà chính ra. Đấu đánh rất khỏe. Hệ phô, hệ lập tặc. Đã là 5 nhà BA. Vâng, tiếp tục sản đều nhà BA của mình ra. Cùng vào với nhau. Sau đó sẽ đẩy dần quân lên. Babylon càng đánh thì càng bất lợi trước phô, vì Babylon tốc độ phát triển không bao giờ bằng phô được. Băng đang cắt dân để có thể ăn vàng luôn. Giáp 4
cũng như là nâng đầu máu cho con Polesia để chuẩn bị đối đầu với những con lạc đà của Babylon đến từ Xe Club. Tôi cũng vào từ nhà của chúng ta lên nhà của đối phương rất là gần thôi, cho nên cái việc đẩy quân là tương đối dễ. Tạm thời chúng ta đã bắt đầu đi rồi, 55-45. Đánh nhanh xe này thì...